Tin ban ơn gọi giáo phận Phú Cường, ngài Khánh Nhật truyền giáo tại cơ sở đào tạo ơn gọi giáo phận Phú Cường. Căn tính của hội thánh là truyền giáo, sứ mệnh đó không chỉ dành riêng cho các vị linh mục, các tu sĩ, nhưng đó còn là sứ mệnh của tất cả các Kitô hữu đáp lại sứ điệp truyền giáo của Đức Thánh Cha Francisco với chủ đề Người trẻ truyền giáo, cơ sở đào tạo ơn gọi giáo phận Phú Cường đã tổ chức chương trình sinh hoạt và cầu nguyện nhân ngày Khánh Nhật truyền giáo vào lúc 19 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 10 năm 2018. Chương trình có sự tham dự của quý cha trong ban đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận, quý cha ban truyền thông, quý thầy, quý sơ thuộc hội dòng con đức mẹ phú cường các bạn thuộc lưu xá sinh viên dòng mến thánh giá thủ thiêm trần tử bình các bạn trẻ giáo xứ chánh tòa phú cường và tất cả anh em trùng sinh dự bị giáo phận mở đầu chương trình là nghi thức thánh hóa do cha joan bautista phạm quý trọng đặc trách ơn gọi linh mục giáo phận phú cường chủ sự chương trình diễn ra gồm ba phần chính phần một giới thiệu thực trạng tôn giáo của giới trẻ trên thế giới và tại Việt Nam bằng những đoạn video và vở kịch mang tên Mỗi Người Một Sứ Mạng do anh em trùng sinh dự bị trình bày. Với nội dung, truyền giáo không chỉ là mang Chúa đến cho mọi người, mà còn là kéo người trở về với Chúa. Vở kịch đã mang lại tiếng cười, nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt của người xem. Phần 2 nói về sứ vụ truyền giáo của người trẻ qua phần chia sẻ của cha Phêrô Huỳnh Thế Vinh qua đó giúp người trẻ ý thức được rằng cuộc đời mỗi người chính là sứ mạng đã được treo phó đó là lý do chúng ta hiện diện ở đây trên mặt đất này cha cũng giới thiệu một số mẫu gương truyền giáo của các thánh trong suốt dọc dài lịch sử nhằm mang lại cho các bạn trẻ cá nhìn cụ thể và thực tế về kinh nghiệm truyền giáo của hội thánh sau phần trình bày của cha phê mọi người cùng lắng nghe các bạn trẻ tham dự chia sẻ về kinh nghiệm, cũng như những khó khăn khi truyền giáo trong xã hội hôm nay. Đàn sen chương trình có các tiết mục văn nghệ như bài cử điệu, ra đi rao giảng tin mừng, anh em chủng sinh dự bị, tiết mục múa loan báo tin mừng, hội dòng con đức mẹ Phú Cường thể hiện. Cuối cùng là nghi thức sai đi, bắt đầu bằng việc rước nến phục sinh, công bố tin mừng và các gợi ý cầu nguyện cho việc truyền giáo. Nghi thức kết thúc với lời nguyện sai đi và phép lành cho thầy phó tế Thomas Phạm Chí Cao chủ sự. Chương trình kép lại sau hai giờ ngồi bên nhau, cùng hát, cùng cầu nguyện và chia sẻ những kinh nghiệm về Chúa. Những người thực hiện chương trình mong muốn góp thêm một ngọn lửa nhiệt huyết trong tim giới trẻ hôm nay, để họ biết nhận ra ơn gọi riêng của bản thân và ý thức ơn gọi đó gắn liền với một sứ mạng mà Chúa đã trao phó.